Chào mừng các bạn đến với hướng dẫn thay đổi nguyện vọng đăng ký xét tuyển sinh năm 2024. Trên thanh menu, các bạn chọn đăng ký thông tin xét tuyển sinh. Hệ thống hiển thị các bước thực hiện đăng ký theo thứ tự 1, 2, 3, 4. Bước 1. Hệ thống hiển thị sẵn danh sách các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển của thí sinh nếu có. Bước 2. Hiện các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển sớm mà thí sinh đã tích chọn và các nguyện vọng mà thí sinh đã đăng ký trước đó. Tại đây, thí sinh có thể sửa, xóa hoặc thêm mới nguyện vọng tại bước 2 này. Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin của ngành, nhóm ngành thí sinh vừa chọn để tham khảo. Hệ đào tạo, chương trình đào tạo, mô tả thông tin chi tiết về phương thức xét tuyển và tổ hợp môn của ngành. Thí sinh lưu ý, nguyện vọng ở bước 2 chưa được lưu. Thí sinh cần nhấn nút tiếp theo để chuyển đến bước 3. Bước 3, hệ thống sẽ thông báo cú pháp soạn tin nhắn. Thí sinh có thể nhấn nút sao chép hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp và gửi về tổng đài để nhận mã OTP xác thực. Sau khi nhận mã xác thực, thí sinh điền mã xác thực và ấn nút xác nhận đăng ký. Bước 4. Sau khi đăng ký, thí sinh cần kiểm tra lại các nguyện vọng đã được đăng ký. Sau khi kiểm tra, thí sinh có thể in danh sách nguyện vọng để theo dõi và kiểm tra nếu cần. Sửa nguyện vọng. Tại bước 4, thí sinh xem danh sách nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh bấm sửa tại nguyện vọng cần chỉnh sửa. Thí sinh có thể thay đổi thứ tự các nguyện vọng bằng cách điều chỉnh số thứ tự nguyện vọng. Thí sinh lưu ý, nguyện vọng sau khi chỉnh sửa chưa được lưu, thí sinh cần ấn nút tiếp theo để chuyển đến bước 3. Tại bước 3, thí sinh cũng tiến hành soạn tin nhắn để nhận mã OTP xác thực. Nhận mã xác thực thì nhập vào và ấn nút xác nhận đăng ký. Các bạn cũng phải kiểm tra lại một lần nữa các nguyện vọng đã đăng ký, đã chỉnh sửa nhé. Xóa nguyện vọng. Tại bước 4, thí sinh ấn vào biểu tượng xóa nguyện vọng để xóa đi nguyện vọng đã đăng ký. Hệ thống hiển thị câu hỏi xác nhận xóa, thí sinh ấn đồng ý. Sau khi xác nhận xóa xong, thí sinh ấn tiếp theo để qua bước xác nhận bằng mã OTP. Tại bước 3, thí sinh cũng tiến hành soạn tin nhắn để nhận mã OTP xác thực. Nhận mã xác thực thì nhập vào và ấn nút xác nhận đăng ký. Các bạn cũng phải kiểm tra lại một lần nữa các nguyện vọng đã đăng ký, đã chỉnh sửa nhé. Chúc các bạn thành công và trúng tuyển nguyện vọng mà các bạn mong muốn nhé.